Maggie Quy đặt tên cho một chú gấu ở Tam Đảo. Maggie là đại sứ thiện trí của Tổ chức Động vật Châu Á, đơn vị vận hành trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam. Từ năm 2004, khi lần đầu cô biết đến những sự thật tàn bạo của nạn nuôi gấu lấy mật, vào sinh nhật năm đó, cô đã dành toàn bộ quà tặng để tài trợ cho dự án gấu. Lần này, nữ minh tinh dành trọn vẹn thời gian để cùng tham dự với các văn nhân, nghệ sĩ đến từ nhiều nước cùng lên ý tưởng bảo vệ loài gấu Việt Nam. Cô cũng đặt tên cho một cá thể gấu mới tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam. Đây là cá thể gấu thứ 205 mà Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ tại Việt Nam. Nữ diễn viên đã đặt cho gấu một cá tên mới rất đặc biệt, Phoenix, và cô mong muốn Phoenix sẽ là một mốc son trong chiến lược giải cứu toàn bộ 600 cá thể gấu còn bị nuôi nhốt trên khắp Việt Nam. Chú gấu mà Tổ chức Động vật Châu Á trao tặng Maggie Quy lần này mới được cứu hộ khẩn cấp từ Lạng Sơn nửa cuối tháng 6, từ một khu công trường ồn ào tiếng máy khoan cắt bê tông, giữa khói bụi mù mịt, sau nhiều năm sống trong môi trường nuôi nhốt và điều kiện dinh dưỡng không bảo đảm nên dù là gấu cái trưởng thành nhưng với cân nặng chỉ khoảng 80 đến 90 kg, thân hình của gấu Phoenix gầy gò, nhỏ bé hơn so với mức trung bình rất nhiều. Cá thể gấu này trước đó từng bị trích hút mật 19 lần, vì thế sau khi cứu hộ, các bác sĩ thú y đã phải thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật nhiễm trùng và sơ dính để bảo đảm tính mạng cho Phoenix. Maggie Quy là một nhà hoạt động vì động vật thuần khiết và ăn chay trường. Năm 2009, nữ diễn viên là đã đến Việt Nam với tư cách là đại sứ của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cô đã cùng tham dự khai trương khu nhà nuôi gấu bán tự nhiên đầu tiên của tổ chức động vật châu á tại tam đảo khi đó và nhận bảo trợ một chú gấu ngựa mang tên cô